chiếc máy lọc không khí này thì nó có thiết kế khá là khác biệt so với những mẫu máy lọc không khí khác mà mình đã từng trải nghiệm. Đây chúng ta có thể thấy này, với phần bảng điều khiển của nó thì nằm ở phía bên trên này và tách biệt gần như là hoàn toàn với cái phần thân máy ở phía bên dưới. Cái khoang hở này á, nó chính là nơi mà không khí sẽ được đẩy ra bên ngoài. Nếu như với những chiếc máy lọc không khí khác ấy, thì thường á, là không khí sạch sẽ được đẩy lên trên. Còn với chiếc máy lọc không khí này thì không khí sạch sẽ được đẩy lan tỏa xung quanh. Và đồng thời á, khi mà chúng ta ngồi gần ở một khoảng cách khoảng chừng là nửa mét thì Trang thấy là nó giống như là một chiếc quạt vậy đó. Bởi vì không khí tỏa ra cũng khiến cho mình cảm thấy mát. Chào mọi người, đây là chiếc máy lọc không khí Habler CF8126S với công suất là 38W thì nó phù hợp cho không gian phòng có diện tích khoảng từ 30 cho đến 35m2 và đồng thời nó thuộc phân khúc giá hơi rẻ nhưng mà được tích hợp khá nhiều công nghệ ổn áp, chẳng hạn đèn UVC diệt khuẩn bên trong máy, đèn LED hiển thị chất lượng không khí và có thể điều khiển bằng điện thoại. Bây giờ thì Trang sẽ chia sẻ với các bạn một chút về phần thiết kế của nó nha. Với cái phần vỏ thì sẽ được thiết kế và hoàn thiện bằng một lớp nhựa cao cấp cho nên là nó khá là cứng cáp và có độ bền cao. Đồng thời chúng ta có thể thấy một điểm nhấn ở trong thiết kế của chiếc máy lọc không khí này, đó chính là cái khoảng hở ở giữa bảng điều khiển phía trên này và phần thân máy ở phía dưới. Với không khí sạch khi mà được đi ra ngoài thì thông thường như những chiếc máy lọc không khí khác thì nó sẽ được đẩy lên trên đúng không? Nhưng mà với chiếc máy lọc không khí này á, thì nó sẽ được tỏa đều ra xung quanh. Và có một điểm khá là thú vị, đó là khi mà Trang ngồi gần chiếc máy lọc không khí này khoảng cách chừng nửa mét ấy, thì Trang cảm thấy là có một luồng gió mát được tạo ra cho nên là mình cảm thấy rất là dễ chịu như là một chiếc quạt vậy đó. CF8126S được trang bị bảng điều khiển cảm ứng. Thì cái bảng điều khiển cảm ứng này á, nó vừa tạo ra cho sản phẩm cảm giác hiện đại và trong thực tế sử dụng, mình ít tốn lực hơn so với nút nhấn. Đây các bạn có thể thấy này, từ trái qua mình sẽ có lần lượt các nút tương ứng với các chức năng, ví dụ như hẹn giờ, bật tắt bộ phát UV, chế độ ngủ, tốc độ gió, chế độ auto. Khi mà máy ở chế độ ngủ ấy, thì công suất hoạt động của nó sẽ giảm để giúp tiết kiệm năng lượng này và giảm tiếng ồn. Ngược lại, với turbo thì công suất hoạt động sẽ ở mức tối đa để mang lại hiệu quả lọc sạch không khí tốt nhất. Bây giờ thì Trang sẽ đo độ ồn của hai chế độ này nhé. Ở chế độ ngủ thì máy sẽ đo được độ ồn dao động từ khoảng từ 35 cho đến 37 decibel. Còn với chế độ turbo thì Trang đo được nó sẽ dao động độ ồn trong khoảng từ 51 đến 53 decibel các bạn nhé. Tuy nhiên có một vài nút cái vùng cảm ứng của nó bị lan ra ngoài, ví dụ như là ở nút hẹn giờ nhé. Tức là khi mà chúng ta không cần chạm chính xác vào cái nút đó đâu, nhưng mà đôi khi thì nó vẫn ăn ấy. Khi hoạt động á, thì không khí sẽ được hút vào thông qua các cái lỗ này, sau đó đi qua lõi lọc. Và cách mở cái phần lõi lọc này thì nó cũng khác biệt so với những chiếc máy lọc không khí khác nha. Thông thường thì chúng ta sẽ xoay ở cái phần khớp nối ở giữa phần thân máy này đúng không? Còn với chiếc máy này thì nó sẽ khác một chút, đó là mình sẽ gạt khóa ở bên dưới. Sau đó chúng ta sẽ nhấc cái phần thân máy này lên. Đó, với cái thiết kế như thế này thì tuy là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hơi nặng tay vì mình sẽ phải nhấc cả cái phần thân máy này lên đúng không? Nhưng mà nó cũng khá là tiện, đó là chúng ta chỉ cần gạt khóa thôi. Thêm nữa là dù khi khóa mở hay là đóng nhưng mà không có phần lõi lọc bên trong ấy thì máy sẽ tự tắt để tránh trường hợp là máy hoạt động khi không có đầy đủ các bộ phận. Như vậy thì sẽ làm giảm độ bền của máy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá lõi lọc bên trong các bạn nhé. Đây, và trên tay Trang bây giờ đó là bộ lọc. Bộ lọc này thì nó sẽ gồm có 3 lớp. Lớp đầu tiên đó là lớp lọc thô để giúp chúng ta có thể lọc được các cái sợi vải hay là sợi lông thú này. Lớp thứ hai là lớp HEPA để giúp lọc được bụi mịn PM2.5 và lớp thứ ba là lớp than hoạt tính để giúp khử mùi. Đặc biệt, máy còn được trang bị bộ phát đèn UV có thể phát ra tia cực tím giúp diệt khuẩn và các tác nhân gây hại có trong không khí. Máy lọc không khí Habler này thì sẽ thông báo cho các bạn về tình trạng chất lượng không khí bằng đèn LED và nhận tín hiệu từ bộ cảm biến. Với cái đèn LED này thì nó sẽ hiển thị 4 màu sắc: đỏ, cam, vàng và xanh dương, tương ứng với chất lượng không khí từ tệ nhất cho đến tốt nhất. Và với cái phần đèn LED này thì nó cũng có sự khác biệt các bạn nha. Thông thường với những chiếc máy lọc không khí khác ấy, thì cái phần đèn báo này thì nó chỉ nhỏ thôi. Nhưng mà ở chiếc máy này thì các bạn có thể thấy là nó cũng khá là lớn ha. Cho nên Trang nghĩ ngoài việc là tăng tính thẩm mỹ thì chúng ta có thể tận dụng chiếc máy lọc không khí này như là một chiếc đèn ngủ và chúng ta để ở trong phòng ngủ vậy.
Đây, bây giờ mình sẽ thử độ nhạy cảm biến cho các bạn xem nhé. Trên tay Quỳnh Trang thì có một bình xịt này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thử xem nha. Và các bạn có thể thấy là cái tốc độ chuyển màu của đèn LED thì nó khá là nhanh ha. Và nó đã chuyển từ màu xanh dương sang màu cam rồi đấy. Thêm một điểm nữa mà Trang đánh giá khá cao ở chiếc máy làm không khí này, đó là nó có hỗ trợ ứng dụng điều khiển bằng smartphone. Và cái này thì nó sẽ rất là thích hợp với những bạn nào mà chúng ta thích sự hiện đại này, thích chủ động kiểm soát thiết bị của mình từ xa và thích sự tự động. Ứng dụng có tên là Hubler Smart Living và các bạn có thể tải nó ở trên Google Play hay là App Store. Đây, giao diện của ứng dụng này thì nó sẽ tái hiện lại các chức năng của bảng điều khiển để giúp cho bạn có thể chủ động hơn trong việc điều khiển máy, ngay cả khi bạn không có ở nhà. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với việc chúng ta sử dụng bằng bảng điều khiển trực tiếp ở trên máy, đó là tính năng cài đặt lịch hoạt động trên máy. Với cái tính năng cài đặt lịch hoạt động ở trên máy á, thì nó sẽ khác với hẹn giờ khi mà chúng ta cài đặt trên bảng điều khiển này nha. Đó là chúng ta có thể cài đặt thời gian máy tự động mở hoặc tắt. Với tính năng hẹn giờ ở trên máy thì chúng ta chỉ có thể cài đặt tắt được mà thôi. Đó, nói chung lại một câu đó là với những cái tính năng này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể điều khiển thiết bị cũng như là tối ưu việc sử dụng sản phẩm ha. Theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy nếu như mà chúng ta mua một chiếc máy làm không khí như thế này để tặng cho ba mẹ phụ huynh ở nhà lớn tuổi xài ấy, thì với cái tính năng mà điều khiển thông qua điện thoại thông minh ấy, nó cũng không quá là quan trọng đâu. Thêm một kinh nghiệm nữa của mình đó là chúng ta nên bật máy lọc không khí thường xuyên và chọn chế độ auto để máy có thể hoạt động liên tục trong ngày, chứ đừng tắt hẳn ở trong một thời gian dài nha. Bởi vì với cái chế độ auto này á, thì nó có thể sẽ tự động điều chỉnh được công suất cũng như là có thể điều chỉnh được cái tốc độ quay sao cho phù hợp với chất lượng không khí ở xung quanh. Và khi mà không khí đã tốt rồi ấy, thì máy sẽ giảm công suất lại để có thể tiết kiệm năng lượng. Và thứ hai là lượng điện tiêu thụ của nó thì cũng không tốn quá nhiều đâu, vì mình đã sử dụng thiết bị để đo và cho được kết quả khá tiết kiệm. Mặc dù sản phẩm này đến từ Hubler, một thương hiệu còn khá mới mẻ trong lĩnh vực máy lọc không khí, nhưng mà với chất lượng sản phẩm tương đối ổn này, đồng thời với giá thành thì hợp túi tiền nữa, cho nên là những bạn nào mà chúng ta yêu thích sự hiện đại, sự tự động ấy, thì chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn chiếc máy lọc không khí Hubler CF8126S này nhé. Với mức công suất là 38W thì theo như Hubler nó sẽ phù hợp cho những không gian có diện tích khoảng từ 30 đến 35m2, nên chúng ta có thể đặt nó ở trong phòng khách này hay là ở trong các cái căn hộ nhỏ chẳng hạn. Ở bên cạnh việc là chúng ta sử dụng nó như một chiếc máy lọc không khí thì chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng nó như là một chiếc quạt máy hay là một chiếc đèn ngủ chẳng hạn. Và nếu như các bạn đã hứng thú về sản phẩm máy lọc không khí này của Hubler rồi á, thì chúng ta sẽ cùng click vào đường link mô tả sản phẩm bên dưới để cùng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi rời đi, hãy để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.